Xin chào tất cả các bác, là Hải Sơn đây. Nói về thương hiệu ATC thì đây là một trong những thương hiệu theo cá nhân Hải Sơn đánh giá là một trong những thương hiệu Anh Quốc nòi. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại Anh. Loa ATC cực kỳ là khó đánh bại trong tầm giá vì nó quá là hay rồi. Và sở hữu ATC chúng ta có cảm giác rất hời vì cái loa nó thể hiện có thể gọi là vượt trội so với rất nhiều loa khác ở xoay quanh cái mức giá của nó. Nhưng mà chúng ta có một cái giá phải trả khá là đắt. Và hôm nay Sơn sẽ nói lên cái điều đấy. Trước tiên chúng ta đến với cái đôi loa này đã. Đây là đôi loa ATC SCM19. Nói về phân hạng của nó thì cái dòng sản phẩm này vẫn là dòng sản phẩm ở phân khúc gọi là nhập môn của hãng thôi. Nhưng mà nó đã có mức giá lên tới khoảng tầm 70 triệu đồng cho một đôi loa này. Tuy là dòng nhập môn nhưng mà đây là một đôi loa nó cao hơn. Tức là thấp nhất trong dòng này thì nó là đôi 7 này, xong 11 này thì đây là đôi 19. Nó không phải là sản phẩm thấp nhất nhưng mà đây là cái dòng sản phẩm gọi là có phân khúc giá dễ chịu nhất. Thì đây có thể được xét vào là dạng là high-end nhập môn hoặc là hi-fi cao cấp. Nhưng mà nói về âm thanh thì nó hơn hẳn cái dòng sản phẩm là hi-fi cao cấp. Theo Hải Sơn nó hoàn toàn xứng đáng đứng vào dòng sản phẩm high-end vì cái chất âm của nó. Và còn vì một cái điều nữa mà không thể bỏ qua đó là sự hoàn thiện. Thì bây giờ camera sẽ quay lại gần. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn cái sự hoàn thiện của một đôi loa quá chất lượng đến như thế này. Bây giờ cái điều đầu tiên mà Hải Sơn sẽ nói về cảm nhận đó chính là cân nặng. Đây là một trong cái loa nó nặng khủng khiếp luôn đây này. B mà phải gọi... thật sự là phải gồng hết cả người lên luôn. Nó nặng là 18kg cho một chiếc loa này. Có cảm tưởng như là nó đặc hoàn toàn luôn, nó quá là nặng. Nó nặng như thế vì cái củ loa, riêng cái củ loa trung trầm này đã có trọng lượng lên tới 9kg. Tức là trọng lượng 9kg là tương đương một nửa của cả cái thùng loa này luôn rồi. Chính vì vậy mà nó mới chất lượng đến như thế. Tức là cái củ loa này, cái phần nam châm của nó to, nó khổng lồ và nó nặng trịch 9 cân cho một củ loa. Còn tất cả cái thùng này nó đặc, nó chắc. Tức là chúng ta gõ vào chúng ta cảm thấy cái lớp gỗ nó dày, cực kỳ là chất lượng, sờ sướng tay lắm. Cái phần hoàn thiện không thể chê được. Cái phần hoàn thiện này là quá đỉnh. Nhìn có mấy đôi loa nào trong cái tầm giá này có thể được hoàn thiện chắc chắn mà nặng đến như thế này đâu. Thực ra thì theo Hải Sơn không phải cứ loa nặng mới là loa hay. Nhưng mà rõ ràng là nó cũng rất là chất lượng nên nó mới cấu tạo nên cái độ nặng như vậy. Thêm nữa rằng đây cũng là một đôi loa có thể gọi là tương đối lớn đối với cái thể tích của một cái đôi loa Buxell. Và nó là đôi loa hai đường tiếng. Đôi loa này hoàn toàn được sản xuất tại Anh. Đấy, ATC, Acoustic Engineer, made in England luôn. Đấy, sản phẩm gọi là Anh Quốc nòi chứ không phải là gọi là nhà máy đặt tại Trung Quốc làm chính hãng này kia nữa, mà là nó sản xuất tại Anh luôn. Cho nên nó đắt cũng bởi vì là nhân công của người Anh. Nhưng mà cái sự kiểm soát chất lượng của họ thì cực kỳ là đáng kinh ngạc. Và cái củ loa này là những cái củ driver cực kỳ chất lượng, cả Twitter lẫn cái loa trung trầm. Logo đây. Đấy. Cái loa này thì nó có một cái thông số là độ nhạy là 85 decibel, trở kháng là 8 ohm. Thế nhưng mà ATC, tại sao cái giá phải trả của nó là gì? Nó thì nó rất là hay rồi, trong tầm giá của nó cực kỳ đỉnh, cảm tưởng rất hời luôn. Nhưng mà cái giá của nó phải trả là nó khó kéo. Nó là loa thùng kín. Loa thùng kín thì là đã khó kéo hơn là loa thùng hở rồi. Mà những cái củ loa này nó lại cần phải được cung cấp một cái điện năng tối thiểu là tương đối cao. Cái mức công suất tối thiểu mà chiếc âm ly này theo như hãng khuyến cáo là chúng ta phải đưa vào đây là 75W, cho tới tối đa là công suất khuyến nghị là 300W. Thì cái mức 75W tối thiểu cũng là một mức rất là lớn đối với một đôi loa Buxell như vậy. Nhưng mà theo Hải Sơn là 75W là chưa ăn thua đâu. Nếu chúng ta dùng âm ly 75W là cảm tưởng vẫn thiếu. Tức là chiếc âm ly này chúng ta không những là cho nó công suất mạnh này mà còn phải cho nó một chiếc âm ly có cái chất âm hay. Tức là chúng ta không thể dùng những cái âm ly 75W, 100W mà giá trị chỉ có khoảng 10 triệu thì không ổn một tí nào. Chúng ta cần phải ghép những cái âm ly có giá thành, nếu mà mua hàng mới thì nên có giá thành trên dưới cái loa này. Tức là cái loa này ví dụ là 70 triệu thì chúng ta nên trang bị cho nó một cái âm ly tích hợp cũng loanh quanh trong cái mức giá đó, có thể thấp hơn hoặc có thể cao hơn. Mà cao hơn thì sẽ hay hơn. Thì đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của Hải Sơn. Cái củ loa này khác hẳn so với cái model SCM7 và SCM11. Họ trang bị cái driver này trông khác hẳn luôn. Nó là một cái driver có cái đường kính là 15,2cm, có đuôi SL siêu tuyến tính, đấy, Super Linear.
Còn cái tweeter này là tweeter 1 inch 25,4mm. Rồi, thế bây giờ sẽ đến với cái giải pháp để phối ghép với nó. Thì cái giá ở đây phải trả là cái tiền của cả hệ thống nó không rẻ. Cái loa thì có thể coi được là món hời, nhưng mà chúng ta phải yêu thích với việc trang bị cho nó một chiếc âm ly thật chất lượng. Thì ở đây Hải Sơn đang có một chiếc âm ly chất lượng. Đó là chiếc âm ly Hegel H590. Hegel là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở châu Âu. Đó. Thì với một cái thương hiệu từ Bắc Âu như vậy, Thụy Điển, thì chúng ta sẽ có khả năng là kéo tốt được một cái thương hiệu đến từ Anh. Đây là ví dụ là mình mù mờ chẳng hạn. Mình chọn một cái thương hiệu thì hãy hướng tới những thương hiệu ở châu Âu. Nó sẽ đem ra những cái chất âm nó kiểu sang trọng hơn. Và cái công suất của chiếc âm ly này, nó đạt là 300W một kênh 8 ohm. Tức là nó đạt ở mức độ là công suất cao nhất mà nhà sản xuất khuyến nghị. Nói chung đây không phải là một cái giải pháp gọi là ngon bổ rẻ hay là hợp lý trong tầm giá để cho các bác phối ghép về ATC-19. Chắc chắn là như vậy, vì chiếc âm ly này nó cũng lên tới 280 triệu. Rõ ràng nó đắt hơn quá nhiều so với loa. Nhưng mà đây chúng ta đang muốn thử xem là cái loa này nó kêu hay được tới đâu. Và thử xem là cái model cao nhất của Hegel thì có đánh được cái đôi SCM-19 không. Tại vì ATC luôn là thử thách cho tất cả các âm ly. Nhưng mà một khi mà đã ghép ra được, đã kéo ra được thì âm thanh nghe gọi là nhớ luôn. Cái âm thanh của nó sao nó rất là mộc mạc. Nó không có cảm giác bị làm màu, nhưng mà nó cảm giác rất là ấm áp tự nhiên. Nghe rất là mướt, từ cái tiếng đàn cất lên nghe đã mướt tai rồi. Và nghe là càng nghe càng muốn nghe lâu hơn, nghe không bao giờ bị mệt. Thì đấy là cái chất âm của ATC. Hegel cũng như vậy, họ có một cái chất âm có thể gọi là sang trọng, rất là trung tính, cũng rất là vừa phải, nghe cũng rất là mượt mà. Cái hình thức của họ thì lại càng đơn giản, không có một cái gì gọi là điểm nhấn hay gì đặc biệt cả. Cái chiếc âm ly này thì nó còn có một cái điều rất đáng lưu ý, đó là chiếc âm ly này tích hợp rất là nhiều cái công nghệ liên quan đến kỹ thuật số. Chúng ta có đến 7 đường vào digital, gồm có những đường vào, chúng ta có đường vào cắm mạng này, có thể hỗ trợ chơi từ AirPlay, stream nhạc trực tuyến. Chúng ta có đến đường USB này, và có những cái đường như là optical này, đường coaxial, rồi đường BNC. 7 đường vào kỹ thuật số cơ mà, rất là nhiều. Và chuyển đổi ở trên đây. Đây, USB, đây, network, rất nhiều cái đường vào, cả những cái đường analog, có đủ hết. Dùng bình thường khó mà dùng hết được. Bây giờ không nói rông dài nữa, Hải Sơn sẽ để cho các bác thưởng thức xem thế nào. I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu
bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng lại đi bên em bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ khơi xa. Lại nghe yêu thương trao dâng lòng tôi, và nghe khát khao trong tiếng em cười. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. Qua một cái màn trình diễn vừa rồi thì các bác cảm thấy thế nào về cái sự phối ghép giữa thương hiệu Hegel với thương hiệu ATC nói chung? Hay là cảm thấy rằng là cái chiếc âm ly này nó có kéo một cách thoải mái hay là dư thừa không? Hay là vẫn còn thiếu một chút gì đó? Tại vì các bác hẳn là sẽ được trải nghiệm với những cái thương hiệu khác nhau. Và còn cá nhân Hải Sơn nhận định thì Hải Sơn thấy rằng là khẳng định chắc chắn luôn, ATC cực hay. Chỉ có điều là nó rất là ăn đồ đánh. Chúng ta cần phải đồ đủ khỏe và phải rất là chất lượng. Nếu các bác muốn nghe thử combo này thì hãy đến số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội, Thiên Hào Dio. Xin chào đón tất cả các bác. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.